Hello chào mọi người nhá. Hôm nay thì mình có dịp mình lên quê ngoại mình chơi. Thì tiện thể mình sẽ quay cho các bạn nhà của dì mình. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng mình quay cho các bạn xem nhà của dì mình. Hello chào mọi người nhá. Sau đây thì mình sẽ quay ảnh của nhà dì mình. Đây, sau đây thì mình sẽ đi vào. Sau đây thì mình sẽ vừa Vâng. Đây là khung cảnh của nhà dì mình. Đây là cái lụng bình. Đây. Tường này, trần nhà. Trần là đều lát bằng gỗ các bạn ạ. Đây là bộ bàn ghế. Đây là bộ bàn ghế các bạn. Đây bộ ghế tận là gỗ tốt rồi. Đây. Kia là cái hình làm bằng gốc cây các bạn ạ. Rồi, sau đây thì mình sẽ đi vào trong. Sau đây thì mình sẽ đi vào trong nhà. Trên trần cũng lát bằng gỗ. Tường cũng được ốp bằng gỗ. Sau đây mình sẽ đi vào trong. Đây, sau đây mình thấy được. Sau đây mình sẽ đi ra phía sau. Phía sau khá là rộng các bạn, rất là rộng. Đây là phía sau. Tiếp theo thì mình sẽ sang phòng bên phía sau. Phòng này cũng tạo này tối quá. Sau này không có gì cả. Đây. Khu nhà dì mình khá là rộng. Và đây là khu xưởng gỗ nhà dì mình đây. Đây là sập các bạn ạ. Sập rất là dày. Sập khá là dày, rất là dày luôn. Rất là dày và dài. Ước chừng cái này tầm ngộ này tầm hơn 2 mét, gần 3 mét mà. Nó mà gần 3 mét.
hơn. Sau đây thì mình sẽ quay xưởng của nhà gì mình. Bên trong này thì toàn máy móc thôi. Khá là rộng mà là rất là rộng luôn các bạn. Rất là rộng. Đấy, mình sẽ ra quay đằng sau cho các bạn xem. Dạ ạ. Đến đây là hết rồi các bạn ạ. Đây là nhà vệ sinh rồi. Đây. Đằng sau mình đây là bộ bàn ghế. Rồi. Đây, sau đây thì tiếp tục mình sẽ vào trong. Đây là sản phẩm xưởng của nhà riêng mình.